Xin chào tất cả các bạn. Cũng phải đến tầm một tháng nay mình cũng chưa ra một cái video giải bài nào. Các bạn thì cứ kiểu Trang đâu, anh làm vít đút đít tiếp y, video bé Trang đâu rồi, ra nhiều video đi anh, em kêu cả trường sắp cho anh, nhưng mà lại phải giả gái ý. Đúng ra thì cũng không phải là mình không muốn làm đâu. Mấy ngày hôm nay thì cổ họng mình nó cũng hơi có vấn đề, thành ra là mình cũng không làm Trang được. Với cả mình cứ nghĩ như là mình sẽ không còn lừa được ai nữa. Nhưng mà vào một hôm mình đang chơi với Hà Thảo Linh thì mấy cái thằng sim lò ở trong game kiểu: "Em gái ơi, em làm vợ anh nha, xíu nữa em chơi game với anh nha." Bịp không em ơi. Trong cái lúc này thì Hà Thảo Linh kiểu: "Còn tôi thì lại kiểu..." Và thế là tôi bắt đầu đi mua ngay một cái nick mới cho mình và đổi tên luôn thành Hà Thảo Trang. Các bạn đã thắc mắc là tại vì sao tôi lại phải mua nick đúng không? Thì các bạn thử nghĩ xem, có đứa con gái nào mà thông thạo 7 Yasuo không? I'm a bad guy. Trời ơi, chơi không để biết này. Từ từ đã, trận này thì mình có chơi cùng Hà Thảo Linh và nhím ở bên team Refund của đội MC. Nhưng mà mình sẽ không để từ khóa là nhím bởi vì mình không muốn các bạn coi mình là bố phim người lạ. Ok, tiếp tục thôi. Rồi, thôi em mời nhá, em mời nhím nhá. Trang, mẹ mày, chuẩn bị đi Trang ơi. Chuẩn bị chưa? Rồi, rồi chuẩn bị, rồi chuẩn bị, rồi chuẩn bị rồi. Bây giờ như này, lúc nãy là anh vừa đi với cả Hà Thảo Linh rồi, bây giờ anh sẽ đi bot cùng với Hà Thảo Trang để xem là anh thích Hà Thảo Linh hay Hà Thảo Trang hơn nhá. Phải là cả hai đi. Nhưng mà làm sao mà đi được ba người một bot đúng không? Đúng rồi. Sao em không nói gì à? Hello em. Em á? Alo Trang ơi. Đây Trang. Ôi mic đâu rồi? Alo. Mọi người nghe được Trang nói gì chưa? Đây, anh đây. Ừ, đấy, Thảo Trang lên tiếng mà không thấy nhím đâu rồi. Anh vừa đi vệ sinh. Đâu, Thảo Trang đâu, hello em nha. Cái gì, cái... Em lòng đáng yêu thế, TikTok gì. Trang, đi với anh đây, bảo vệ vô này. Cho Trang fam đi. Cho Trang fam đi mà. Thôi. Đừng. Đừng. Anh không được farm nhưng mà anh vẫn phải cứu em. Chắc rồi. Anh thấy thế nào? Khó không? Ra nữa này, thấy chưa? Em ơi chiến đi, skin sức cùng đi, sao cứ đứng yên tê nhở? Đợi Trang kìa, Trang bảo anh đợi Trang. Trang chat kìa. Trang muốn đi uống nước. Ok. Uống nước đi, để anh farm. Thôi, em muốn bảo vệ anh cơ. Thôi, để anh bảo vệ em. Không, em bảo vệ anh cơ. Tại bọn đến phút qua chứ. Ôi, nó trốn xuống em ơi. Thôi xong tôi rồi. Em ơi, bảo vệ anh. Em ơi. Đúng rồi, đánh nó đi, đúng. Một phát nữa. Ai. Này. Anh lưng. Để ra đây. Dẫn luôn. Đúng rồi, tao biết mình. Cười đấy trời. Bảo lên đầu mà em biết đâu. Em mua Ngọc Quyên Lãng đi. Em mua một cái Ngọc Quyên Lãng rồi để giảm hồi máu con. Xin lỗi là đen. Cái Ngọc một nghe. Không. Sao đâu Điền. Phải Ngọc ngày xưa mà người ta mình không mua. Là kiểu phải biết nhường nhau chứ. Ngọc Quyên Lãng. Thế là mua cái gì bây giờ? Ngọc Quyên Lãng hay Quỷ Sư? Thì Ngọc Quyên. Thì Ngọc Quyên Lãng là một phần của Quỷ Thư mà bé. Trời ơi, anh tưởng em né được, không là anh kiểu định đỡ cho em rồi. Rồi đấy, Quyên Lãng hay Quỷ Thư? Ủa mình nhịn nó lâu lắm vậy đi nhá. Ui dồi ôi, ôi giời ơi. Các bạn ơi, tha cho tôi đi. Cái thằng gốm này nghe buồn cười hết trời. Thế
Trang. Nó không yêu Trang, nó không sương Trang. Đâu, đâu, đâu. Anh nghe hơi bực rồi nha. Đưa vào đây. Nghe hồi hộp quá. Nghe hồi hộp quá. Ôi trông. Này Quang Anh, Quang Anh biết điều gì không? Chị nghĩ là chúng ta đi theo Yasuo để được sống. Đâu, anh xem lại dùng ulti phí thế. Anh định đánh con đấy yếu máu cho em ăn. Hadi có người yêu chưa? Anh chưa. Hadi chưa có người yêu á? Hai tin. Các anh bảo vệ em mà em nghĩ anh có người yêu rồi à? Anh có người yêu làm sao anh bảo vệ em được đúng không? Một tình yêu siêu khủng long. Cái gì nữa? Anh lên lần đất tử vong rồi anh lên cũng xanh làm gì? Biết nhưng mà thích thật. Nhân đôi niềm vui à? Đùa chứ. Vui mà các bạn. Không, nhưng mà thứ tôi cũng đều biết đâu. Để mẹ để tía tôi hỏi xem. Tại vì bạn này tôi đều biết thật. A few moments later. Thật ra Trang muốn nói với AD điều này lâu lắm rồi. Nói đi. Trang là con trai đấy AD ạ. Ôi đi con mẹ. Đi luôn mà. Ok, bây giờ đến phần trả lời câu hỏi này. Câu hỏi đầu tiên ok, ok, các bạn này có cái câu hỏi rất hay này. Mình quen các YouTuber thì là từ NDCG. Có nghĩa là chung á. Đấy, nói chung thì chung quen rất là nhiều người. Cứ từ chung mà ra thôi. Còn bet với cả Ember thì là từ cười vờ lờ. Ngày xưa bọn mình làm admin của cái bet đấy. Nhưng mà cái bet đấy bây giờ bay rồi. Còn lên 100k sub thì cái này thì cũng tùy thôi. Còn đâu thì sâu mặt thì chắc chắn là cũng sẽ phải sâu chứ. Câu hỏi thứ hai. Anh có... Cái này thì chắc chắn là mình không. Mình sợ là cạo xong nó bị ngứa. Anh xem em là em. Em phải là em chứ còn gì nữa. Còn em ở đâu thì hình như là ở trong Việt Nam đúng không? Chắc anh không thấy comment của em đâu. Vớ va vớ vẩn. Kể cả 1000 comment anh cũng vẫn đọc. Thế cho nên là các bạn cứ để lại câu hỏi của mình ở dưới video. Video sau chắc chắn sẽ có comment của các bạn. Ok, bye bye.